Welcome back to my channel Cường Ken Cúc Official. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với kênh của chú Cường nha. Khi mà mình nghe nhắc tới Nha Trang á, là mình sẽ tưởng tượng trong đầu mình ngay đó là những bãi biển rất là đẹp với biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Và khi mà mình đặt chân tới Nha Trang á, thì mình nghe rất là nhiều người giới thiệu về tour đảo, ví dụ như là tour ba đảo VIP nè, rồi Bình Hưng, Bình Ba, Bình Lập, rồi thêm là Hòn Mung nè, Hòn Tầm hoặc là Làng Chài. Mình nghe mình rất là hoang mang, không biết là lựa chọn điểm nào đi cho phù hợp, tại vì mình đi Nha Trang thường thường là 3 ngày hoặc là 4 ngày thôi. Thì video này Cường sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị của mình đi tour ba đảo VIP, một trong những tour mà nổi bật nhất trong tất cả các tour ở đây. Do là mình đi một mình nên mình lựa chọn là tour ghép. Nếu mà quý cô chú anh chị của mình đi đoàn trên 5 người, mình có thể là hoàn toàn yêu cầu là đi tour riêng thì giá có thể là cao hơn chút xíu nha cô chú. Thường thì tầm 8 giờ đến 8 giờ 30 thì sẽ có xe cũng như là hướng dẫn viên rước mình tại ngay địa điểm mà mình đang ở. Sau đó là mình đi đến khu vực là cảng du lịch của Nha Trang. Đi cano cao tốc mình sẽ được mặc cái gì miễn phí, anh chị tưởng tượng ra xem nhỉ? Áo phao miễn phí đúng không? Và trong cái ngày hôm nay thời tiết nó đẹp như thế này thì em sẽ có rất là nhiều cái dịch vụ miễn phí để tặng kèm theo cho các anh chị. Thứ nhất đó chính là dịch vụ gì ạ? Tắm nắng, tắm gió miễn phí, chiều nay về đen miễn phí luôn. Buổi sáng ngày hôm nay hy vọng rằng là em đón các anh chị trên xe ai cũng trắng trẻo xinh đẹp thì chiều nay về cũng y chang như vậy nha. Tại vì trung bình em đón khách đi buổi sáng á, thì chiều nay về á, thứ nhất là tóc thì sẽ trẻ ra 3 hướng, và thứ hai làn da thì sẽ xuống 6 tông là chuyện bình thường. Nhưng mà các anh chị đừng có lo lắng, tại vì nắng đảo Nha Trang á, nó có gió biển cho nên là da của mình nó sẽ dễ bị đen. Nhưng mà không sao cả, khoảng tầm anh chị về dưỡng khoảng tầm 6 tháng sau là nó trắng lại bình thường, không có vấn đề gì cả luôn. Trên đường mà rước khách đó thì hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn cho mình một số thông tin cơ bản, và đặc biệt nhất là sẽ có một số cái chi phí phát sinh nếu mà mình sử dụng dịch vụ, ví dụ như là lặn ngắm san hô hoặc là một số trò chơi vận động ở trên mặt biển. Còn tất cả còn lại thì chương trình tour của mình là bao trọn gói nha cô chú. Mình sẽ tập trung đi đảo ngay chỗ mà bến tàu du lịch Nha Trang nha cô chú. Khi mà mình đi đoàn lẻ thì ghép từ người từ gia đình, thì hiện tại là 8 giờ rưỡi nha cô chú, và bắt đầu là mình vào đây, mình sẽ xếp tàu và mình sẽ đi nha. Cường đi là ngày thứ hai, cứ nghĩ là mình lựa chọn đầu tuần thì sẽ vắng hơn chút xíu, tại đang là mùa cao điểm du lịch hè của Nha Trang. Tuy nhiên vào đây mình sẽ rất là bất ngờ, tại vì số lượng du khách quá đông. Cái này gọi là không đông không phải là du lịch hè Nha Trang nha cô chú. Quá trời du khách đến đây luôn. Cô chú mình lưu ý là khi mà mình ra ở ngoài đảo này là mình sẽ không được đem chai nước suối mà 500ml, bắt buộc là sẽ đem cái chai là từ 1 lít rưỡi trở lên nha. Ở đây cô chú sẽ thấy được là khuyến khích mọi người là không sử dụng các sản phẩm nhựa mà dùng một lần, mà sử dụng những sản phẩm tái chế, ví dụ như chai nhựa nhỏ hoặc là bịch ni lông mà mình sẽ không có đem theo nha cô chú. Ở đây là bán mấy cái chai nước 1 lít rưỡi hoặc là những lon nước mà có thể là tái chế được. Ngoài ra thì quán rất là nhiều dụng cụ, ví dụ như nón nè, đồ đi biển. Vì thế cho nên là ở ngoài đảo người ta sẽ bán với giá thành cao hơn. Thế nên nếu như chúng ta muốn mua sắm đồ đạc thì mua luôn ở đây, mẫu mã nó nhiều và giá thành nó rẻ hơn ở ngoài đảo. Đây cô chú sẽ thấy không, ở đây cũng có rất là nhiều gian hàng bán đồ nha, và cũng rất là nhiều du khách để đi. Và đi cái này là mình bắt buộc là mình sẽ đi tour nha cô chú. Nhiều công ty du lịch nhưng mà giá cả thì cũng xem nha thôi, từ 650 đến khoảng là 750. Còn nếu trường hợp mà mình không có đi tour thì mình sẽ thuê cano. Nhưng mà lời khuyên của Cường, kinh nghiệm của Cường đi thì tốt nhất là mình sẽ đi theo tour nha cô chú. Nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, tại vì mình đi đảo và mình sẽ di chuyển tới mấy hòn luôn chứ không phải là một điểm duy nhất. Rất là đông vui và nhộn nhịp luôn. Khi mà mình đi Phú Quốc đó là mình sẽ đi tour 4 đảo, 5 đảo, và mình đi Nha Trang thì ở đây có tới 5-6 chương trình đảo khác nhau. Và tour cơ bản nhất và mình nhiều người lựa chọn nhất đó là tour 3 đảo VIP nha cô chú. Sau khi đợi khoảng 10 phút thì đã được sắp cano để đi xuống và đi ra ngoài đảo nha cô chú. Người lên người xuống là ra vô liên tục luôn nha cô chú. Hôm nay là ngày đầu tuần á, nếu mà trường hợp mà mình lựa chọn mình đi cuối tuần thứ bảy chủ nhật nữa thì gọi là siêu đông. Ở đây Cường thấy là chương trình ở đây á, thì sẽ có dành cho khách nước ngoài luôn nha cô chú, tức là khách nước ngoài vẫn lên được mà những hòn đảo ở đây bình thường. Cô chú sẽ thấy được là rất là nhiều đoàn khách của Hàn Quốc đi. Cường nghĩ là đặt vào thứ hai á, là nghĩ là sẽ không đông, nhưng mà thật sự là đông không tưởng nha cô chú. Quá trời đông luôn. Lúc đầu Cường vào thấy cũng đông, nghĩ là đợi sẽ lâu. Tuy nhiên là sắp xếp cano lịch trình cũng rất là nhanh nha cô chú, nên là mình đợi tầm khoảng là 10-15 phút là mình đã xuống được cano rồi. Cuối cùng có được xuống chiếc cano rồi nha cô chú. Rồi, mặc áo
cuối cùng đã được ngồi ở trên chiếc cano của chú. Quá trời đông luôn rồi. Điểm đến đầu tiên của mình là Bãi Tranh nha cô chú. Bây giờ là 8 giờ 50 phút nha cô chú. Dự kiến là khoảng 9 giờ rưỡi là mình sẽ tới nơi nha. Cảm giác mà mình ngồi trên cano thì rất là sảng khoái, tại vì chạy rất là nhanh. Và mấy anh ở đây là đôi khi lại có thể là chạy lạng lách một chút xíu để cho mình có cảm giác là phê hơn nha. Hồi trước Cường đi ở ngoài Phú Quốc, Cường cũng đi tour 3-4 đảo. Tuy nhiên là tàu đó là khá là lớn, an toàn, có thể nó sẽ an toàn hơn nữa. Tuy nhiên là sẽ không có cảm giác phê giống như là ngồi ở trên cano này. Từ ở ngay khu vực là cảng tàu du lịch, cô chú đi tầm khoảng là 15 hoặc là dữ lắm là 20 phút là mình sẽ đến ngay được khu vực là Bãi Tranh. Và khi mà đi đến Bãi Tranh là chắc chắn cô chú sẽ đi ngang khu vực là làng chài, chỗ mà mình sẽ ăn trưa, và đi ngang chỗ là Mini Beach, tại vì Mini Beach và Bãi Tranh là sẽ chung một hòn đảo. Và theo kinh nghiệm của Cường luôn, ở đây thì có tới 7-8 tour về đảo. Tuy nhiên là cô chú chỉ cần lựa chọn một tour thôi, và bắt buộc là mình sẽ có lựa chọn đi Hòn Tầm và có tắm bùn nha cô chú. Đó là một dịch vụ rất là đáng trải nghiệm, và đó là lý do vì sao mà Cường giới thiệu cho cô chú mình nên đi tour 3 đảo VIP này nha. Và sau khi đi gần 15 phút thì Cường sẽ đến được địa điểm đầu tiên, đó là khu vực là Bãi Tranh. Rồi đây là điểm đến đầu tiên nha cô chú, đây là khu vực là Bãi Tranh nha. Này là đi nhanh hơn Cường dự kiến luôn. Bây giờ mới có 9 giờ 5 phút là đã đến điểm đầu tiên anh cô chú. Tức là mình đi cano tầm khoảng là 15 phút là tới rồi. Khách lên đảo liên tục luôn nha cô chú. Chương trình mà 3 đảo VIP là một trong những chương trình mà hot nhất của Nha Trang xưa giờ luôn. Có rất là nhiều chương trình nhưng mà chương trình này là chương trình mà hot nhất. Đi lên chỗ Bãi Tranh này thì cô chú sẽ giống như là đi ở ngoài tour 4 đảo của Phú Quốc đó cô chú. Có nghĩa là mình lên hòn Móng Tay nè, hòn Gầm Ghì rồi cũng vậy. Tức là lên đây thì sẽ có một khu vực có ghế, có dù, có võng để mình nằm nghỉ ngơi nha. Hôm nay chỉ đây chỉ là khu vực nhà vệ sinh tay đồ. Anh chị đi vệ sinh tay đồ, mình di chuyển ra phía sau đó chỉ không mất phí. Còn anh chị đi tắm biển xong, tắm chén là bằng nước thì nhớ cho em cầm cho 10.000 một số nước. Ở đây cô chú sẽ thấy được rất là nhiều ghế nè, rồi ghế nằm, dù. Mình thấy chỗ nào trống thì mình có thể sử dụng được bình thường nha cô chú. Cô chú sẽ thấy được là khu vực này rất là rộng luôn nha cô chú. Nó sâu vô trong nữa, chứ không có chỉ riêng là ở dọc theo bờ biển không. Khi mà mình ra sớm á cô chú, mà mấy cái ghế mà ở phía ngoài mặt biển như vậy nè, thì mình lựa ngồi thì sẽ rất là chill nha, rất là đẹp luôn. Thay vì mình ngồi ở phía trong nha cô chú. Cô chú mình sẽ thấy ở phía ngoài nè, quá trời biển đẹp luôn rồi. Đây là một thiên đường dành cho những bạn nào mà yêu thích chụp ảnh nha cô chú. Mình nhìn thấy bờ biển không? Kiểu mà màu xanh ngút ngàn luôn. Và ở đây thì cũng làm khá là nhiều tiểu cảnh để mình có thể chụp ảnh. Cô chú mình thấy ở phía xa không? Ở đó là có dù nè cô chú. Dù lượng thì 700.000 đồng một người nha cô chú. Giá đây là niêm yết rõ ràng luôn, cô chú sẽ thấy nè. Dù bay một người là 700.000. Còn nếu mà hai người là 1.3 triệu nha cô chú. Còn nếu mà mình đi mô tô nước là 650. Còn nếu mà hai người là 800. Và chương trình của mình đi là 15 phút nha. Ở đây là bên dịch vụ mà cho thuê dù lượn nè cô chú, đang chuẩn bị dù nè. Cường là rất là sợ độ cao nha, những trò chơi này là không bao giờ mà mình dám chơi được cô chú. Nhìn là đã thấy rung cái chân rồi. Còn từ xa là cô chú sẽ thấy là đứng xếp hàng để chơi dù lượn nha. Quá trời mọi người đứng xếp hàng luôn. Trong chương trình này mình đi á, thì Cường sẽ thấy được là khu vực Bãi Tranh hoặc là Hòn Tầm là rất là nhiều trò chơi sẽ giống nhau. Nhưng mà ở khu vực Bãi Tranh này á, thì giá cả Cường thấy là tương đối là dễ chịu và sẽ thấp hơn Hòn Tầm nha cô chú. Ở Hòn Tầm thì mình ưu tiên là mình tắm bùn cũng như là suối khoáng thì sẽ tốt hơn, tại vì có nằm ở trong chương trình tour rồi. Bờ biển ở khu vực Bãi Tranh này thì Cường đi một vòng là tầm khoảng 300-400 mét nha cô chú. Và tất cả là mình sẽ có trồng cây dừa nè. Rồi ở đây là sẽ có dọc là ghế, mình có thể là ngồi tự do nha cô chú. Bàn ghế ở đây là tất cả là nằm ở trong chương trình tour hết rồi, nên là sẽ không có tính phí nha. Chỉ có là mua nước thì mình sẽ mới tính phí thôi nha cô chú. Ở đây là có quầy nước, tuy nhiên là ở trong đất liền thì bán sẽ rẻ hơn ở đây rất là nhiều, tại ở đây thì sẽ vận chuyển ra. Ở trên Bãi Tranh thì cô chú sẽ thấy có dịch vụ là đồ ăn với nước uống nè. Nước uống ví dụ như là từ 35-40 ngàn nha cô chú. Còn đồ ăn thì giá là từ 35.000 đồng tới khoảng 200 nè. Bây giờ thì Cường mời quý cô chú cùng với Cường ngắm bãi biển ở Bãi Tranh nha. Với làn nước trong xanh này thì những cô chú anh chị nào mà mình thích biển thì không thể nào mà bỏ lỡ nha cô chú. Do là hôm nay là Cường tắm biển ở trong biển Nha Trang, với lại đi cái này là chủ yếu là quay video cho cô chú thôi. Chứ còn nếu mà không là chắc nằm đây tắm biển nguyên một ngày cũng không có chán nữa.
Thật sự thì khi mà mình nhìn bãi biển này rồi thì cô chú sẽ thấy rất là bất ngờ. Đây là màu nước tự nhiên nha cô chú, chứ mình sẽ không có chỉnh ảnh hay là chỉnh video gì hết, tại thực sự là rất là đẹp rồi. Bãi biển ở đây đúng theo cầu chuẩn của mình luôn, đó là biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Mùa này là mùa đẹp nhất của Nha Trang. Cô chú mình sẽ thấy được là số lượng khách mà tắm càng ngày càng đông nha cô chú. Hiện tại bây giờ là 10 giờ sáng và càng lúc thì đảo của mình sẽ tiếp nhận rất là nhiều đoàn du khách đến đây. Cô chú của mình sẽ thấy một điều lạ không? Ở bên này á là bãi đá, còn qua bên này là nguyên một khu vực là bãi cát thẳng lì luôn cô chú. Thấy rất là khác biệt luôn nha. Chỉ cách nhau có một cái cầu cảng thôi mà mình sẽ thấy hai bên rất là khác biệt, nên là mọi người tập trung tắm biển ở đây rất là nhiều luôn. Từ ngay khu vực bãi tranh này, cô chú nhìn thẳng qua có mấy cờ dù trắng trắng, đó là mini beach. Nên là đó là lý do vì sao mà có nhiều chương trình đảo, mình chỉ cần đi một chương trình thôi là cũng đã khá là tương đồng với những chương trình khác rồi. Cô chú mình sẽ thấy được là những cái ghế nè, xen lẫn ở những cây dừa này là mới trồng nha cô chú, nên là cái tán không cao. Thì cũng không phải là quá mát nha, nhưng mà mọi người ngồi ở đây nghỉ ngơi hoặc là có thể là chụp hình thì sẽ rất là đẹp. Nếu mà Cường không nói mà khi đưa video này lên thì có thể là cô chú anh chị của mình cứ nghĩ là một bãi biển nào đó rất là nổi tiếng trên thế giới, chứ không có nghĩ là ở Việt Nam và ở Nha Trang, và mình chỉ tốn có vài trăm ngàn để mình ra đây thôi nha cô chú. Với bất cứ góc chụp nào thì cô chú cũng sẽ có những cái tấm ảnh rất là đẹp. Nên đi ở đây là mình chuẩn bị là bộ nhớ điện thoại là thứ nhất, thứ hai là mình đem theo cục pin dự phòng nha. Chứ trên này là mình không có chỗ mà để mình sạc pin đâu, tại vì số lượng người rất là đông. Nếu mà mình đi nhóm gia đình hoặc là đi hai người trở lên thì việc chụp ảnh với lại quay phim thì rất là dễ dàng. Còn nếu mà trường hợp cô chú đi một mình, mình một là mình có thể sử dụng là cây gimbal để mình chụp hình, hai là mình có thể là nhờ hướng dẫn viên, tại mấy bạn ở đây cũng rất là nhiệt tình. Chỗ này là mọi người mà đến bãi tranh thì nhớ chụp ảnh check in ngay chỗ này nha quý cô chú và anh chị. Rất là đẹp luôn, lên hình là cực kỳ nổi bật. Với hơn 2 tiếng đồng hồ của chú ở trên bãi tranh á, mình có thể là chơi trò chơi này rồi tắm biển hoặc là lặn ngắm san hô. Còn nếu mà trường hợp mình đi quay phim chụp ảnh thì chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi, thì mình có thể chụp hết tất cả các góc ngách ở trên khu vực là bãi tranh. Từ ngay bến tàu á, mình đi lên thì mình sẽ rẽ tay trái và tay phải nha cô chú, có nghĩa là mình sẽ đi hai hướng và đi hết khu vực này luôn, tầm khoảng là 400m thôi. Cô chú sẽ thấy đi dọc ở hòn đảo này, cô chú sẽ thấy được là rất là nhiều tiểu cảnh mình có thể chụp ảnh nè. Đây, một chiếc mô tô mà gắn rất là nhiều vỏ sò lên nè. Ở đây Cường thấy có một cái nhà có rất là nhiều màu sắc nè cô chú. Để vào thử đây có bán nước hay không, Cường nghĩ chắc là sẽ có bán nước nè. Ngồi ở đây một cà phê gọi là view bao đẹp luôn nha. Cái này không phải bán cà phê cô chú, mà cái chỗ này là để thay đồ với lại là có dịch vụ mà lặn ngắm san hô nha cô chú. Ở đây là khu vực mà mọi người có thể là đi bộ ở dưới biển nha cô chú, giống như ở ngoài Phú Quốc vậy đó, nhưng mà ở đây thì giá chỉ có phần nửa của Phú Quốc thôi. Những khung cảnh này gọi là đẹp siêu thực luôn cô chú ơi, đi đâu cũng vậy, về Việt Nam là mình sẽ thấy được rất là nhiều bãi biển đẹp nha, không thua gì ở nước ngoài. Chỉ mới có một địa điểm đầu tiên thôi mà Cường đã sử dụng là hết gần phần nửa pin điện thoại nha cô chú. Quá trời cảnh đẹp, chỗ nào mình cũng muốn chụp ảnh với quay phim đó cô chú ơi. Cô chú sẽ thấy không? Ở kia là bao la biển khơi và đặc biệt nhất là cái màu xanh ngút ngàn luôn. Thật sự là khi mà mình chưa đi á, mình cứ nghĩ là cũng bình thường thôi, nhưng mà khi mà mình đặt chân lên điểm đầu tiên là bãi tranh thì mình sẽ rất là ngỡ ngàng với nét đẹp ở đây. Đây là nguyên khu vực mà bãi tranh nha cô chú. Đoạn đường cũng không có quá dài, tầm khoảng là 300-400m thôi, còn xa bên kia nữa thì mới là mini beach. Chỉ cần mà Cường đi đến điểm đầu tiên thôi, tự nhiên thấy giá vé mà có 700.000 đồng, đi cano 2 chiều, đi 3 điểm vào ăn trưa và có tắm bùn ở Hòn Tầm luôn thì Cường thấy rất là xứng đáng. Ở trên mỗi điểm mình dừng chân á, thì nó nhỏ thôi chứ nó không có quá lớn, nên là ở đây là cô chú hoàn toàn là tự do chứ không có cần hướng dẫn là hướng dẫn mình đi chơi ở đâu hoặc là thuyết minh nha cô chú. Hiện tại đang là mùa đẹp nhất của biển miền Trung, nên là bây giờ mình đi đâu ví dụ như là Phú Yên nè, rồi Đà Nẵng hoặc là Nha Trang hoặc là Ninh Thuận thì cô chú sẽ đều thấy được là rất là đông nha cô chú. Và những bãi biển như vậy thì không thể nào mình bỏ qua khi mà đi đến địa điểm du lịch nha. Đi Nha Trang mình có thể đi 2 đến 3 ngày nhưng mà mình sẽ dành một ngày để mình đi ở điểm này nha cô chú. Ở đây thì Cường sẽ thấy có bán một số đồ lưu niệm. Bây giờ thì mời cô chú mình xem coi ở đây là bán những gì nha. Ở đây có bán mấy cái con sò, ốc hến, đồ nhìn rất là dễ thương luôn cô chú. Vô một cái lò như vậy nè, có rất là nhiều loại ốc với sò khác nhau nha. Một hũ như vậy thì có giá là 150.000 đồng nha cô chú. Mình mua về mình trưng bày từng con hoặc là mình để trong hũ mình trưng cũng thấy rất là đẹp.
mình không có mua hũ thì mình lựa riêng nè, mình thích cái con nào mình sẽ lựa con đó, nhưng cô chú ở đây là được làm sạch với lại sấy khô hết rồi. Cái này là hình như là con ốc vú nàng nè, đây còn cái này là ốc hương. Cái này giống con ốc len đó, mình hỏi mà hồi trước mình ăn rồi mà quên tên mất tiêu rồi. Ở đây có bán đồ ăn với lại đặc sản nữa nè. Có rong biển nha. Rong biển nha, 4. Cái này rong biển hả chị? Rong biển. Vậy làm chén để ăn hết một rồi, chúng ta ăn đi mấy làm nha. Rong biển này làm cái gì chị? Để chung gỏi hộp với nó chè rong biển đúng không? À. Cái này rong sợi rất là ngon, đặc sản là bé luôn. Chung gỏi hả? Khỏe lắm em, có 30 ngàn gỏi thôi, chúng ta mới làm chăn thử ngon mua về. Đặc sản rong biển làm gỏi. Em về không muốn làm nó nữa, chung gỏi 2 chồng. Này, cái này là sấy khô, sau đó là mình về mình ngâm nước á, thì nó sẽ nở ra giống như vậy. Bắt đầu mình sẽ trồng gỏi ăn nha cô chú. Đây, cái món này trước giờ mình chưa bao giờ mình ăn, mình chỉ có ăn gỏi sứa thôi. Ok, 30.000 đồng một gói. Đi tour này Cường thấy là cô chú hoàn toàn có thể là mình đem theo đồ ăn hoặc là đem theo nước uống, chỉ cần là mình sẽ không có sử dụng túi ni lông hoặc là mình sẽ để ở trong ba lô thì sẽ đem đi được bình thường nha cô chú. Điều quan trọng nhất là ý thức của mỗi người thôi, chứ nếu mà mình cấm mà không có ai mà kiểm soát hoặc là mỗi ngày tiếp hàng chục ngàn du khách đến đây thì không thể nào mà quản lý được hết nha cô chú. Sau khi mà đi bộ một vòng á, thì bây giờ mình sẽ kiếm một địa điểm mình ngồi mình nghỉ ngơi nha cô chú. Cường thì cũng không có tắm biển ở khu vực này, chỉ có chiều á, là mình sẽ đi tắm bùn khoáng thôi. Sau khi mà nằm nghỉ một chút xíu tầm khoảng 15 phút á, thì Cường đi dạo một vòng nữa và mình vẫn còn dư thời gian, nên mình tính quay lại khu vực mà mấy cái ghế gần với lại bãi biển ngồi của chú, thì cuối cùng là đã bị ngồi mất tiêu, nên là mình sẽ quyết định là ngồi ở trong cái nhà chòi. Sau khi mà đi xong á, thì cái khu vực mà ghế ngồi ở phía ngoài và biển á, cô chú là người ta ngồi hết trơn rồi. Đây, càng ngày càng đông, chỉ còn khu vực ở phía trong này thôi. Bây giờ mình ngồi đợi nghỉ ngơi tầm khoảng là 1 tiếng đồng hồ, đúng khoảng là 11 giờ 10 phút rồi mình sẽ xuất phát qua đảo thứ hai nha cô chú. Sau khi mà nghỉ trưa khoảng tầm là 1 tiếng đồng hồ sau khi mà đi dòng bãi tranh á cô chú, bây giờ là 11 giờ 10 phút mình sẽ di chuyển qua bên khu vực là ăn trưa nha cô chú. Thường thì mỗi nơi mình đi tour ba đảo này thì mình sẽ ở lại là 2 tiếng đồng hồ trên mỗi đảo nha cô chú. Với một người mà yêu biển, thích tắm biển và thích phơi nắng như Cường thì thật sự cho mình ở một chỗ duy nhất ở chỗ bãi tranh thôi là mình cũng đã thấy rất là thích rồi, chứ không có cần là đi đâu hết. Tại vì khung cảnh ở đây là quá đẹp và cũng có rất là nhiều hoạt động kèm theo nên là mình sẽ không có chán. Đứng ở bên này thì cô chú sẽ thấy được mini bit bên kia nha cô chú. Đó, mini bit bên kia, còn bãi tranh là bên này, hai bên rất là gần nhau luôn nha. Nếu mà mình chưa đi mình cứ nghĩ là hai nơi là hai hòn đảo khác nhau, nhưng mà thật sự là chung một hòn nha cô chú. Bây giờ thì Cường sẽ chính thức lên cano để mình di chuyển qua khu vực thứ hai là làng chài để mình ăn trưa. Đây, cano của mình đi là chiếc này nha cô chú. Mình sẽ thấy là nước biển nè, trong vắt, trong xanh một màu luôn. Quá đẹp. Từ ngay chỗ bãi tranh, cô chú mình đi tầm khoảng là hơn 5 phút thôi là mình sẽ đến được khu vực là làng chài. Nói là tour ba đảo nhưng mà cô chú sẽ hình dung được là mình đi thứ nhất là bãi tranh là ngay khu vực là đảo đầu tiên, thứ hai là Hòn Tầm là đảo thứ hai, và chỗ làng chài này mình sẽ không có đi vào ở phía trong mà mình chỉ có ghé ăn trưa thôi nha cô chú. Thì bây giờ cái đoạn như mình sẽ dùng cơm trưa tại nhà hàng Bì Nổi trên này. Bây giờ anh chị kiểm tra lại tư trang cá nhân, cầm hết lên trên giúp em nha. Lên trên thì tụi em sẽ sắp xếp bàn cơm. Thì trong thời gian giờ thì em sắp xếp bàn cơm đó, anh chị có thể đi tham quan cái lồng bè hải sản, coi mấy con cua, mấy con cá. Mình di chuyển tầm khoảng là gần 10 phút nha cô chú, sẽ đến được khu vực là làng chài. Mình sẽ ăn trưa ở trên này trước khi mà mình đến Hòn Tầm buổi chiều là mình tắm bùn khoáng nha. Ở trên làng chài này thì cô chú sẽ ăn trưa cũng như là nghỉ ngơi đến tầm khoảng là 12:30 mình sẽ đi Hòn Tầm nha cô chú. Và Hòn Tầm là một trong những điểm đến mà Cường rất là thích, tại vì ở đó sẽ có tắm bùn khoáng nữa nha. Còn cơm trưa ở đây thì mình sẽ có món mực nè, rồi món sườn ram, rồi tôm đất cháy tỏi, cá biển, sốt cà, trứng chiên, rau xào, lẩu chua, tôm trắng trái cây và đại trái thắng miệng. Đây, nói chung là đồ ăn cũng khá là đầy đủ nha cô chú. Đây, cô chú sẽ thấy được đây là kiểu là nhà hàng nổi nha cô chú. Quá trời bàn ở trên này luôn. Cái này là phải là gần cả 100 bàn đó cô chú. Rất là đông. Thường thường thì tất cả các đoàn là sẽ ăn trưa ở đây.
đây thì cô chú sẽ thấy được là rất là nhiều ốc cá hàng tươi sống sẵn ở trên bè luôn. Ở đây là chương trình tour là đã bao gồm ăn trưa rồi, tuy nhiên là nếu mà cô chú mình thích ăn thêm hải sản gì đó mình có thể là kêu thêm nha cô chú. Đây cô chú sẽ thấy đang vớt cá ở biển nè cô chú. Mình thấy nó bơi lượn lờ thôi nhưng mà thật sự vớt cũng khó nha, cái vợt rất là to luôn nè. Thấy như vậy thôi mà nãy giờ vớt chưa được nè. Rồi được một con. Đó, cô chú sẽ thấy được là tôm hùm mà. Ở đây là có tôm hùm luôn, tôm hùm tươi luôn. Tất cả các đồ hải sản ở trên đây là toàn là tươi sống hết. Mình chọn con nào thì nhà hàng sẽ vớt và chế biến liền con đó, nên là lúc nào cũng đảm bảo sự tươi ngon. Thì đồng nghĩa với việc là giá cũng sẽ khá là cao nha cô chú. Có con này là Cường sẽ biết nè, đây là mấy con mực nha cô chú. Quá trời mực bơi dập dìu luôn. Nhìn quá hấp dẫn luôn cô chú ơi. Mấy con mực ở đây là quá trời luôn nè cô chú. Mình sẽ thấy được là nó trong suốt luôn. Còn đây là mấy con ghẹ xanh nè. Mấy con ghẹ này thì Cường thấy là tầm khoảng 3 đến 4 con trở lại là đã ra 1 kg của chú. Ghẹ khá là lớn. Ở đây có rất là nhiều loại cá mà thật sự là mình là người ấy gọi là dân đồng á cô chú. Thì mấy con cá biển này mình sẽ không có biết tên nha. Rồi ở đây cô chú sẽ thấy được là có hai con cá bóng mú gọi là siêu to khổng lồ luôn. Quay thì thấy nó nhỏ nhưng mà thật sự ở ngoài nó rất là lớn cô chú. Cô chú nhìn thấy con cá nó xung quanh nó nhỏ xíu không? Còn hai con cá này gọi là hai con cá khổng lồ. Cô chú sẽ thấy được đó là ghe tàu đưa tới chỗ mà nhà hàng Làng Chài này là liên tục luôn nha cô chú. Đây là một trong những nhà hàng mà lớn nhất khu vực này rồi. Khi mà lên trên này thì Cường thấy rất là nhiều công ty du lịch đưa khách tới đây. Nên đây là một địa chỉ rất là uy tín. Nếu mà cô chú mình thuê cano á, mình cũng có thể là kêu cano chạy tới đây để mình ăn trưa nha. Nhà hàng thì bếp sẽ chế biến trực tiếp ở đây cô chú. Và bây giờ thì Cường bắt đầu là đi lại thưởng thức bữa cơm trưa nha. Đây cô chú mình sẽ thấy được bữa cơm trưa nè. Có gồm trái cây nè, có tôm, mực, trứng. Rồi mình có thêm phần lẩu nữa nè. Bữa ăn này thì với đầy đủ dinh dưỡng, và nếu mà cô chú mình sẽ không có ăn được hải sản thì mình có thể là chuyển qua ăn thịt gà, hoặc là mình có thể ăn cá nha cô chú, hoặc là ăn trứng. Đồ ăn thì Cường thấy cũng phong phú và đa dạng, và mình sẽ có hơn 1 tiếng đồng hồ để có thể ăn uống cũng như là nghỉ ngơi một chút xíu. Còn trường hợp nếu mà đoàn mình ăn nhanh thì có thể khởi hành sớm hơn theo lịch trình là 12:30. Tuy nhiên là 12:05 thì đoàn của Cường đã chốt và mình sẽ đi qua điểm thứ 3. Rồi bây giờ là 12:05 nha cô chú. Bây giờ sẽ di chuyển qua Hòn Tầm. Mình sẽ ở nguyên buổi chiều ở Hòn Tầm nha. Từ ngay khu vực Làng Chài mình di chuyển qua bên Hòn Tầm là khoảng 15 phút. Thật sự là ngay khu vực mà Bãi Tranh, mình nhìn thẳng qua bên kia là mình sẽ thấy được là Hòn Tầm. Nói là đi ba hòn mình sẽ không có hình dung được, nhưng mà thật sự thì nó cũng khá là gần nhau chứ không phải là xa. Và trải nghiệm mà đáng mong đợi nhất và ai ai cũng mong muốn hết, đó là mình sẽ được tắm bùn khoáng ở tại Hòn Tầm. Thường thì cô chú mình hay lăn tăn thắc mắc là không biết đi đảo mà di chuyển nhiều nơi như vậy thì trẻ em có đi được hay không. Thì theo kinh nghiệm của Cường đã đi rồi, trải nghiệm rồi thì hoàn toàn có thể đi được nha cô chú. Tại khoảng thời gian di chuyển từ nơi này qua nơi kia thật sự là không có quá xa, không có chỗ nào mà trên 15 phút hết, nên cả nhà mình cứ yên tâm. Khi cano dừng hẳn đó, cả đoàn nhà mình kiểm tra đoạn tôi trên cái đoàn di chuyển lên trên giúp em nha. Cuối cùng thì Cường đã lên được Hòn Tầm rồi nha cô chú. Bây giờ là 12:15 và mình có khoảng là hơn 2 tiếng đồng hồ để mình nghỉ ngơi ở trong đây. Ở đây mình nghỉ ngơi nè, thứ nhất, thứ hai nữa mình sẽ được tắm bùn khoáng nha. So với Làng Chài, Bãi Tranh hoặc là Mini Beach á, thì cô chú sẽ thấy được là Hòn Tầm đập vào mắt mình là khu vực này quá đẹp. Thứ hai nữa là sẽ được đầu tư rất là chỉnh chu, chỉnh trang, và sau này mới biết được là tập đoàn Vingroup đã mua lại khu vực này. Những bãi biển ở đây thì cát trắng, nắng vàng và biển xanh. Nhìn rất là đẹp luôn và rất là thích hợp để mình có thể nghỉ dưỡng nằm phơi nắng nha cô chú. Nước ở đây là trong xanh màu ngọc bích luôn nè. Cô chú hoàn toàn có thể là nhìn thấy cá, thấy ốc đồ ở dưới hết luôn. Đây cô chú sẽ thấy được nguyên một đoàn khách Hàn Quốc nè. Mình đi cái này mình gặp người Hàn Quốc rất là nhiều. Vào ở trong này là mình sẽ mua vé và sử dụng là vé bằng giấy, quét mã QR code để mình qua tới 3-4 lượt soát vé được nha cô chú.
Và ở trên này là cô chú cứ yên tâm là nếu mà trường hợp mình quên đem theo đồ tắm, khăn tắm thì ở đây hoàn toàn là có dịch vụ để cho mình mượn đồ tắm, khăn tắm chứ không phải là tính phí nha. Tất cả là hoàn toàn miễn phí và nằm ở trong vé là mình sẽ tắm bùn khoáng nha cô chú. Mình sẽ thấy được là thiết kế mấy vòm bằng tre nè, mình vào đây là rất là mát mẻ luôn nha cô chú. Ở đây cô chú sẽ thấy dịch vụ nè, mình có tắm bùn bao gồm là tắm bùn và hồ tắm khoáng, là giá người lớn là 350 nha cô chú. Rồi mình sẽ có combo nữa nè, từ 500 rồi 800 nghìn. Ngoài ra thì mình sẽ thấy được có chương trình là mình đi hòn tầm không luôn, nguyên một ngày mình dành trọn vẹn cho hòn tầm để mình có thể tận hưởng thời gian mình tắm bùn khoáng nè, rồi tắm nước suối khoáng cũng rất là đặc biệt, và mình có ăn trưa buffet ở trên này luôn, có nghĩa là nguyên một ngày mình trọn vẹn ở hòn tầm thì cũng rất là xứng đáng, chứ không có cần phải đi di chuyển qua lại nha cô chú. Còn nếu mà trường hợp mình chưa đi đảo nào thì tốt nhất mình lựa chọn là tour đi ba đảo cũng khá là nhẹ nhàng, và mình sẽ biết được đảo này như thế này, đảo kia như thế kia luôn nha. Trong lúc mà chờ hướng dẫn viên mua vé cô chú thì ở đây có rất là nhiều chỗ mình có thể chụp ảnh đẹp, và mình nhìn ra là không gian là đẹp ngỡ ngàng luôn, và xa xa bên kia là mình sẽ thấy được bãi tranh cũng như là mini beach mà buổi sáng nay mình có dịp trải nghiệm ở bên kia, và mình có thể nhìn thấy được Vinpearl ở bên Hòn Tre luôn. Đây cô chú sẽ thấy được là vé người lớn nè, đây là cái vé để vào cổng nha cô chú. Ở đây mình cô chú mình sẽ thấy vào đây thì sẽ có một khu vực để kiểm soát vé trước khi mà mình vào để mình vui chơi giải trí ở trong phòng tầm nha cô chú. Dạ, cảm ơn em. Qua khu vực mà shop vé đầu tiên đó cô chú, mình sẽ thấy được là khu vực mà bán đồ ăn rồi cũng rất là nhiều luôn nè. Đây cô chú sẽ thấy là cà phê đen là 30, cà phê sữa là 40. Ngoài ra còn có nước suối nè, rồi coca rồi rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi tắm bùn nha cô chú. Mình sẽ có khoảng thời gian là khoảng 2 tiếng rưỡi ở đây. Đúng 14 giờ 45 thì mình sẽ tập trung để mình đi về nha. Ở trên đây thì sẽ có tắm bùn nè, rồi có hồ bơi, rồi có thác nước nữa nha cô chú. Và lưu ý là khi mà mình gửi đồ ở đây đó, mình sẽ cọc cái tiền của mình là 500 ngàn để người ta giữ đồ này nọ. Nếu mình mượn đồ ở trong này thì sau đó là mình tắm xong á, mình ra mình trả thì người ta sẽ trả lại cái số tiền cho mình nha. Vào ở trong này là mắc rượi luôn nha cô chú. Đường đi là rợp bóng cây xanh luôn nè. Từ ngay khu vực mà mình lên tới khu vực mà chỗ mình gửi đồ mình tắm bùn thì tầm khoảng là 100 mét nha. Cô chú của mình lưu ý là mình có thể đem đồ theo để mình tắm, hoặc là ở đây người ta sẽ cho mình mượn khăn cũng như là quần áo ở trong này luôn nha cô chú. Và tất cả là nằm ở trong gói hết rồi, mình sẽ không có phát sinh chi phí nha. Cô chú mình sẽ thấy được là khu vực mà mình giữ đồ, gửi đồ và thay đồ ở chỗ hồng tầm không để tắm bùn khoáng đâu. Quá trời đông luôn, cái này là đang là giữa trưa nha cô chú, hơn 12 giờ. Đây cô chú sẽ thấy được đây là khu vực mà mình mượn tủ để gửi đồ nha cô chú, và mình sẽ cọc lại là 500 ngàn đồng. Cái phòng nữ ở bên đây. Đây cô chú sẽ thấy được ở trong đây có tủ lốc cơ và đánh số nè cô chú. Mình sẽ kiếm cái tủ của mình nha. Đây cô chú sẽ thấy được nè, có nghĩa là đây đánh số là 280 nha. Này có đánh số nè cô chú. Cường nghĩ là cái này mình áp vô, đó là mở được rồi nha. Rất là đơn giản. Cái này là sau khi mà thay đồ xong nha cô chú, bây giờ sẽ đi tắm bùn nha. Đây cô chú sẽ thấy được là cái hướng để đi vào nè cô chú. Rất là đông luôn. Ở đây Cường thấy sẽ bất tiện một cái là mình sử dụng cái thẻ bằng giấy này nè cô chú. Nếu mà sử dụng cái thẻ từ thì mình nghĩ là rất là ok, rất là tốt. Tuy nhiên là cái này sử dụng thẻ giấy mà đi trong này là nó hay bị rớt và nó hay ẩm ướt á cô chú. Cô chú mình sẽ thấy được ở trong này thì rất là rộng. Tuy nhiên là mình đi đến đâu cũng sẽ có bạn hướng dẫn để hướng dẫn nha. Mình không biết, mình cứ hỏi nha cô chú. Có một điều lưu ý là tiền cọc mà 500 ngàn đồng để mình lấy đồ á cô chú, thì mình sẽ không có sử dụng là chuyển khoản, mà ở đây là bắt buộc là sử dụng tiền mặt nha. Đi vào khu vực này rồi thì cô chú mình sẽ thấy được là cảnh chỗ nào cũng đẹp và làm rất là chỉnh chu luôn. Và mình vào đây thì sẽ có nhân viên hướng dẫn cho mình đến đúng vị trí mà chỗ nào hồ còn trống, và người ta sẽ xả cái phần bùn ra cho mình, và khi nước mà bùn đầy lên vừa đủ độ tắm thì người ta cũng sẽ lại tắt cho mình, chứ mình sẽ không cần làm gì hết nha cô chú.
Đây cô chú mình sẽ thấy một cái ô vậy không, tắm được khoảng 2 đến 3 người nha cô chú. Cái này là đang xả bùn vào đây. Anh giữ vé luôn ha anh. Rồi vé mình xong rồi anh. À. Khi mà mình vào được tới khu vực mà tắm bùn này, tức là vé đã không còn tác dụng nữa, là mình sẽ bỏ nha cô chú. Là nhân viên sẽ giữ vé mình luôn. Còn mình ngồi ở đây thì điện thoại rồi mình sẽ để ở trên đây hết luôn. Để xả được đầy cái bồn này thì cũng tầm khoảng là 5 phút hơn nha cô chú. Cái này cô chú là thấy được đây là bùn khoáng nóng nha. Đó, ở mình tắm thì cảm giác là rất là mịn màng nha cô chú. Cảm giác thì rất là thích luôn. Thời gian tắm bùn khoáng ở đây có quy định là từ 15 đến 20 phút. Còn mình tắm suối khoáng thì không có giới hạn thời gian. Ở đây nếu mà mình đi gia đình á, mình có thể là ngồi một cái ô, còn nếu mình đi riêng thì người ta cũng sẽ sắp cho mình một cái ô riêng nha cô chú. Và sẽ có những cái vòi nước để mình tắm tráng trước khi mà mình đi ra khỏi khu vực này. Cái này đúng là khoảng thời gian mà mình có thể nghỉ ngơi thư giãn nha cô chú, rất là thích luôn. Đợi mà bùn mà nó còn khoảng 10 hay 15cm nữa để đầy á, thì mình bắt đầu là mình ngồi mình ngâm nha cô chú. Cô chú sẽ thấy được là khi mà mình rờ cái nước này nè thì cảm giác là nó sẽ rất là lỏng, nhưng mà mình để một chút xíu một hồi là nó sẽ lắng lại, nó đặc hơn cô chú, có nghĩa là cặn khoáng á, nên là tắm với cảm giác rất là thích thú luôn. Nhiệt độ ở đây thì nó chỉnh nó rất là vừa để mình tắm nha cô chú, nên cảm giác là không nóng không lạnh nhưng mà rất là mát và thoải mái luôn. Đây cô chú, khi mà mình sẽ thấy là nước mà nó xăm xắp như vậy nè, tầm khoảng 10-15cm nữa thì sẽ có nhân viên lại tắt cái vòi nha cô chú. Rồi bây giờ thì Cường sẽ tận hưởng cái khoảng thời gian này nha cô chú. Đây là cái bóng cây seri mà ở phía trên đầu của Cường lúc mà mình ngồi ngâm bùn khoáng. Sau khi mà Cường tắm bùn khoáng xong á cô chú, ở đây có quy định là từ 15 đến 20 phút nha. Còn nếu mà mình tắm khoáng bình thường với hồ bơi là mình sẽ không có giới hạn về thời gian nha cô chú. Ở đây có khu vực là ôn tuyền thủy liệu pháp nè, kiểu như là mấy cái tia nước mà nó bắn vô mình đó cô chú, giống giống như là rửa xe tự động á đó. Cô chú sẽ thấy nguyên một cái đường hầm không, mình đi vào đó thì nó sẽ làm sạch, và tại vì cái lực nước cũng khá là mạnh nha cô chú. Bây giờ Cường sẽ qua khu vực là hồ bơi nha cô chú. Đây là nguyên khu vực mà bể bơi, nhìn rất là hoành tráng luôn cô chú, và cảnh rất là đẹp luôn. Sau khi mà mình tắm bùn xong á, mình lên đây mình tắm khoáng nha cô chú. Ở phía trên kia là mình sẽ có một con suối, và chảy xuống khu vực này sẽ ra được một cái hồ bơi nha cô chú. Cô chú sẽ thấy rất là đông vui và nhộn nhịp luôn. Ở đây là mình sẽ nghe được cái mùi khoáng bốc lên luôn nha cô chú. Trời mà mùa hè giờ nắng mà mình đi tới đây thì thật sự rất là thích nha cô chú. Không những là trẻ em mà kể cả người lớn cũng rất là thích. Mình sẽ có khoảng thời gian là hơn 2 tiếng rưỡi ở đây. Hiện tại bây giờ sau khi mà Cường tắm bùn khoáng xong á, hiện tại bây giờ là 13:30. Tới 14:45 mình mới di chuyển ra khỏi khu vực này nha cô chú, nên là khoảng thời gian mình nghỉ ngơi ở đây cũng khá là nhiều á. Khi mà mình đi lên hồ bơi á cô chú, thì mình đi lên một đường và mình sẽ đi xuống là một đường khác nhau nha cô chú. Ở đây kiểu như là mình sẽ chia khu vực ra vậy đó. Bây giờ Cường sẽ ra khu vực mà gửi đồ để mình tắm rửa sạch sẽ, và sau đó là mình sẽ lấy lại 500.000. Sau khi mà tắm xong thì mình sẽ trả đồ nha cô chú. Các anh trả nè. Sau khi mình trả đồ xong thì mình sẽ lấy lại 500.000 tiền cọc hồi nãy nha cô chú. Cuối cùng thì mình cũng sử dụng xong dịch vụ là tắm bùn khoáng ở Hòn Tầm nha cô chú. Thật sự cái cảm giác mà lúc mà tắm thì rất là phê, nhưng mà cái thời gian mà mình xếp hàng mình đợi á, ở đây thì cũng khá là đông thì cũng thấy rất là mệt nha cô chú.
Nếu mà trường hợp anh chị nào mà mình thích tắm suối khoáng nóng thì mình có thể ở đó lâu hơn, và đến thời gian mà chuẩn bị đi về á, thì mình mới đi ra trả đồ lấy tiền đi về. Còn trường hợp của Cường á, thì Cường lại muốn á, là mình sẽ đi dạo một vòng khu vực Hòn Tầm, tại vì trong này có rất là nhiều chỗ để mình có thể chụp ảnh quay phim đẹp. Ngoài ra là cô chú có thể tắm biển hoặc là chơi một số trò chơi vận động nữa. Hiện tại thì Cường đang đi khu vực là Hòn Tầm nha cô chú. Khu vực Hòn Tầm này thật sự là bãi biển quá đẹp và có rất là nhiều dịch vụ vui chơi giải trí ở đây, ngoài là tắm bùn khoáng không, nên là đi ở chỗ này là chắc chắn là cô chú sẽ chuẩn bị một chiếc điện thoại rất là nhiều dung lượng cũng như là đầy pin nha, để mình có thể là chụp ảnh quay phim lưu lại những khoảnh khắc rất là đẹp ở đây. Thật sự thì đi tới đây rồi mình thấy là đi tour này là rất là xứng đáng đồng tiền nha cô chú. Buổi sáng mà ngay chỗ mà chỗ làng chài cũng như là chỗ Hòn Tranh hoặc mini beach á, thật sự thì nó chỉ bằng 2/10 so với lại Hòn Tầm nha cô chú. Ở đây ở bên Hòn Tầm cô chú sẽ nhìn rất là gần, ở bên kia là Hòn Tre của Vinpearl nha cô chú. Đây nhìn thẳng qua bên kia luôn nè. Sẽ không có từ nào mà diễn tả hết được nét đẹp ở Hòn Tầm. Biển cũng đẹp, cảnh quan cũng đẹp, mình chụp hình bất cứ một chỗ nào mình cũng thấy đẹp hết cô chú. Và khi mà đi đến đây rồi mình thấy là quá xứng đáng, và mình lựa chọn rất là đúng khi mà mình lựa chọn là Hòn Tầm là điểm dừng chân của mình. Những hòn đảo thì khá là gần nhau ở trong khu vực này, tuy nhiên Hòn Tầm là vẫn giữ được sự nguyên sơ cũng giống như là những hòn khác, nhưng mà ngoài ra thì được đầu tư rất là chỉnh chu bài bản, những dịch vụ ở đây là cực kỳ chuyên nghiệp và cao cấp. Cường thấy là ở Nha Trang của mình, khi mà mình hỏi về vấn đề tour thì có rất là nhiều công ty, đơn vị, cá nhân, tổ chức chào tour rất là nhiều luôn, và giá cả thì cũng khá là nhiều giá khác nhau. Trên lệch thì có thể là mấy chục ngàn, đôi khi là 100 ngàn, không có phải là quá lớn. Quan trọng nhất là cô chú anh chị của mình lựa chọn cái đơn vị nào mà uy tín để mình đi cuộc đi chơi của mình có thể là trọn vẹn hơn. Chứ còn cảnh đẹp thì nó vẫn vậy. Quan trọng nhất là người sử dụng dịch vụ cũng như là cung cấp dịch vụ làm sao để mà hài lòng nhất có thể nha. Cô chú sẽ thấy được là ở đây rất là nhiều khách hàng lựa chọn là mình đi chơi dù lượn nha cô chú. Cảm giác thì rất là phê và mạnh luôn. Ai mà không sợ độ cao thì chắc chắn là đây là một trong những trò mình nên thử nha. Cường thấy thì nằm rải rác ở khu vực mặt biển này thì cũng có khá là nhiều quầy cà phê cũng như là những cái xe cà phê rất là dễ thương. Và điều đặc biệt nhất là mình thấy trang bị rất là nhiều ghế. Ghế ở đây là của chúng mình hoàn toàn là sử dụng miễn phí, nên là nếu mà mình canh chỉnh thời gian, mình sắp xếp thời gian cho phù hợp thì mình có thể tận hưởng khoảng là 30 phút ngồi đây để ngắm cảnh cũng như là thưởng thức một ly cà phê trước cảnh biển là rất là đẹp ở đây nha cô chú. Cô chú mình sẽ thấy được lượng du khách đang ngồi chờ đi về cano nha cô chú. Thì thường thường là từ 14:45 đến tầm 15:30 là giờ cao điểm, tất cả các mọi người sẽ rời Hòn Tầm để đi về lại thành phố Nha Trang nha. Cô chú sẽ để ý được một điều là đây cây xanh rất là nhiều, nên là mình ngồi ở đây mình sao không có sợ nắng, lúc nào mình cũng ngồi ở dưới tán cây hết. Rồi bây giờ hiện tại bây giờ là 14:45 nha cô chú, rất là đúng giờ luôn. Thì mình sẽ tập trung ra cầu cảng để đi về lại khu vực bến tàu du lịch ở bên thành phố Nha Trang, và xe sẽ chở mọi người đi về từ nơi mà lúc đầu buổi sáng trước nha cô chú. Đây là thời gian mà cao điểm mọi người đi về nên là rất là đông luôn. Cô chú mình sẽ để ý được cái màu nước biển nè, ngay chỗ mà cái cầu tàu cô chú thấy không, cái màu gọi là trong xanh màu ngọc bích luôn. Đi tour này thì Cường sẽ ấn tượng nhất là chỗ Hòn Tầm nha cô chú, tại vì mình sẽ được tắm bùn khoáng nè, với lại chỗ này thì đầu tư rất là bài bản và chỉnh chu, và có rất là nhiều hạng mục để mình có thể sử dụng dịch vụ ở đây. Đây bây giờ sẽ xuống cano, coi như là hành trình của mình là chuẩn bị là kết thúc rồi nha cô chú. Ở đây là mấy bạn hướng dẫn viên cũng như là anh chú lái tàu thì rất là dễ thương luôn, hỗ trợ nhiệt tình. Nếu mà trường hợp cô chú chỉ có khoảng thời gian là 3 ngày hoặc là 4 ngày để mình đi chơi ở Nha Trang thì Cường sẽ gợi ý cho mình đi một cách rất là phù hợp và hợp lý. Thứ nhất là ngày đầu tiên mình có thể đi City Tour, tức là một số địa điểm ở trên đất liền, ví dụ như là Tháp Chầm Hương nè, biển Trần Phú nè, Hòn Chồng, Bonaga, nhà thờ đá hoặc là chùa Long Sơn. Sau đó là mình dành một ngày để mình đi qua bên Hòn Tre là Vinpearl. Và ngày thứ ba là mình sẽ dành một ngày để mình đi tour ba đảo. Còn buổi tối thì cô chú có thể dành một đêm để mình có thể xem show ở nhà hát đó, cũng rất là hay.
hoặc là đi chợ đêm. Còn đơn giản nhất là mình có thể lựa một số cái khách sạn dọc theo đường Trần Phú, nở trên tầng cao, mình có thể lên uống cà phê và mình nhìn ngắm được thành phố Nha Trang về đêm cũng rất là thú vị. Đúng 15:15 cô chú thì xe cano sẽ cập cảng tàu du lịch nha. Bắt đầu là mình sẽ lên xe để đi về lại khách sạn. Hiện tại bây giờ là 15:30 nha cô chú. Mình đã đi kết thúc chương trình một ngày ở Nha Trang, mình đi tour ba đảo VIP của công ty là Ghiền Đi Biển nha cô chú. Tour này mình đi ba đảo nhưng mà cũng gần nhau và không có quá là di chuyển nhiều, nên là mình có trẻ em hoặc là người lớn tuổi mình đi vẫn được. Và thời gian mình nghỉ ngơi ở Hòn Tầm là nguyên một buổi luôn, nên là rất là thoải mái nha cô chú, mình sẽ không có sợ bị mệt nha. Nếu mà quý cô chú anh chị của mình có dịp mà đi ra Nha Trang thì mình nhớ đi thử tour là ba đảo VIP coi như thế nào nha. Tại vì rất là xứng đáng đồng tiền mình bỏ ra. Tour của Cường đi là chỉ có khoảng là 700.000 đồng thôi, bao gồm tất cả các dịch vụ cano cũng như là hướng dẫn viên nè, rồi ăn uống, và đặc biệt nhất là mình sẽ được sử dụng là tắm bùn khoáng ở Hòn Tầm, rất là thích thú. Và video của Cường thì sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà quý cô chú thấy hay thì nhớ tặng cho Cường một đăng ký kênh cũng như là để lại một bình luận để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn sau này nữa nha.